Không chỉ có sách nói và podcast, Phonos còn mang đến những nội dung thiền định đa dạng thể loại, từ giảm stress, tạo động lực đến tạo năng lượng tích cực, nâng cao năng suất hay giúp bạn ngủ ngon hơn. Bất cứ thời điểm nào hay bất cứ nơi đâu, bạn chỉ cần mở ứng dụng Phonos là có thể thả lỏng tâm trí và đạt được cảm giác an yên trong nội tại tâm hồn của mình. Chỉ cần đăng ký gói thành viên của Phonos, bạn sẽ được trải nghiệm tất cả nội dung thiền định không giới hạn. Tải Phonos và bắt đầu thực hành thiền định để tìm lại chính bản thân mình.